Đây, thế con phun thuốc nè con, hai thầy Robin. Nghe địa Nhật nha. BGF GVSB 232. Đặc biệt cái loại này là hết nước nó không chạy nha con. Nó có báo dây điện xuống nè. Hết nước là nó không chạy nè, tài không? Loại này bình xăng nằm dưới bình xăng con này dễ xài con, để lo không sợ hư bình xăng con. Con này còn mới nha. Hai bơm nha, hai ti nha. Có chỉnh áp nha con. Đặc biệt cái đời này là hết nước nó không chạy đã. Con này còn mới đẹp. Đổ nước vô giật mới chạy. À. Đổ vô ca thôi. Đây cái ống để dành test thôi chứ ống này không có bán, mua nguyên bộ Việt Nam nó dễ xài hơn. Rồi cái đường ga này là của Việt Nam là gắn dừa không? Dừa hết. Nhưng mà cái đầu ga trên đây là nó khác với của Việt Nam. Là bây giờ mình mua nguyên bộ của Việt Nam cho nó dễ. Con này mua chứng từ ít xài con. À, giờ có nước rồi giật cái chạy nè. Cho mượn cái cần test lượng phun của nó luôn. Đã thấy không, của dây Việt Nam mà vô ống Nhật không được nè. Phải làm lại phải không? Mua cũng mua cộng dây của Việt Nam, cái cần Việt Nam luôn. Còn của Nhật là của Nhật là phải nguyên cái cần của Nhật luôn, gắn nó vô nè. Nguyên bộ của Nhật luôn phải không? À, đó nguyên bộ của Nhật luôn, gắn nó vô, nhưng mà nguyên bộ của Nhật mình chỉ còn cái để test thôi. Mình thử máy chơi thôi. À, có nước vô giật chạy rồi không? Nè, giờ có nước vô giật nhẹ chạy nè. Đóng le gì chưa? Còn cái máy ngộ vậy? Chạy đã vậy? Đã không? Còn ví dụ mà muốn bỏ chức năng mà hết nước á, bỏ muốn bỏ chức năng mà kiểu mà cái này xin nó hết nước là tắt phải không? Rồi mình muốn loại bỏ chức năng á, mình chỉ cần rút con dây này ra thôi. Bỏ hết nước máy vẫn chạy. Rồi đã nguyên xin đi nó hết rồi nó tắt. Cái này 20 lít hả? 20 lít. 20 lít. 20 lít tới đây nè. Chỗ này lên có thể được 25 lít. Cái này đẹp luôn, trắng hết trời. Rồi. Cho thử là đẹp không? Coi nè. Cái này cần của Nhật để thử máy nha con, không bán nha, bán cái máy luôn nha. Không? Nó tự đẩy lên luôn hả con? Đây đâu ơi, đúng ở đây, đúng ở đây. Máy chạy gì mà chớ đúng là đồ đại chạy cho nhấc ra đó rồi là đủ rồi. Đặc biệt hết nước trong bình là động chưa tắt nha, thì nó chạy. Có chỉnh áp đây nè. Có chỉnh áp luôn. Áp nè đó không? Tăng áp nè. Tăng lên nè. Đó. Đó tăng áp. Chứ. Chút nào vào hà luôn. Hết nước tắt nè. Hết nước tắt. Bà mở thùng ra nè, bảo đảm hết nước 100%. Hết đúng nước. Hết nước tắt. Hết nước là tắt. Muốn chạy là rút dây này ra. Rút dây ra, rút ra thử máy thử coi. Rút dây ra. Rút dây ra thử máy chơi thôi. Nè, rút dây này ra nè. Giật nổ. Máy nghe. Nó nổ đã rồi con. Ít xài vô trong một cái nữa. Giờ máy nó chạy thôi. Máy đẹp thì có đi. Cái đèn xăng này không cần hư cho bơm ha. Đã thì Robin GF GB nó chạy như bình xăng xe ta không có bơm nữa, chạy nó bền. Cái dơ bình xăng là tốt thôi, con này còn mới chết à. Cái xe đẩy luôn ghê chứ, thứ gao thứ ba cái clip nồi là ngon nè, mà con khỏi sợ nặng nè, kéo tè thôi, hết nước để động tắt máy thôi cho con biết để nó khỏi hư cho bơm. Máy đã rồi. Hết nước này nó tắt á, để bà con quên mà con sợ nó hư cho bơm. Hết nước rồi nó tắt. Đây là chỉnh áp nè. Nghe không? Có chỉnh áp luôn. Máy nổ ghiền rồi chứ. Được thử nhẹ đi con nha. Nghe hiểu rồi con. Đá rồi. Nhà không chạy chứ. Ghê thì. Lô pin. Bánh xe đẩy luôn, ghê. Nó ghê chứ. Thôi, kéo cành tèo nè. Thôi ra chạy đã rồi. Nước là để đừng cho nó hư da bơm á. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Chịu không con nha. Robin GVSD 232 chịu không con. Bình này bình lớn chịu không con, 20 lít. Để đã được chứ. Chứ thiệt. Ủa, có đồ máng dây luôn hả? Rồi sao không xài máng cây đây nè. Cái này là không phải ống Nhật của nó nè. Cái ống vàng vàng, vàng là làm lại phải không? Vàng bấm lại phải không? Đúng rồi. Không, bây giờ mua của Việt Nam nguyên bộ luôn. Mua Việt Nam nguyên bộ luôn. Đã thiệt. Máy nổ ở kia được. Giờ test con này 700 nha, 700 ngàn, bình nhỏ hơn. Máy cũng xin.
cái này không biết của nước nào nhưng mà hàng của Nhật thì đến Nhật không? Nhật về. Sau này có trợ lực này không? Kéo vào vậy phải không? Kéo nhẹ không nổ. Đóng đây thì chưa lên ga chưa? À, quên bật công tắc. Công tắc nằm đây nha bà con, quên hoài luôn á. Bật xuống số 1 nè. Khổ giật. Kéo nhẹ nè. Bơm xăng chứ không? Lên nha, quên để lâu lên chút xíu ga nó. Còn máy nó im dữ vậy. Đóng nghe cái rồi hả giật. Để lâu á. Con này bất cà luôn. Có chỉnh láp đúng không? Có chỉnh láp này. Hay một bơm quá, một bơm bơm nữa. Rồi, mình cũng thử coi luôn nha. Nè, nó đã bị xì đây nữa nè. Phải mua nguyên bộ mới được. Mua nguyên bộ Việt Nam luôn. Nhận tiếng máy chạy như địa lực, tiếng máy chạy điện thực chứ. Trong phòng mới chưa từng lửa đó. Mà con để lâu á, đợt này con phải bơm nha. Đợt này bơm, đợt này con phải bơm. Chạy đường còn đời này con khỏi bơm nè. Ngày là mình xăng này xăng con chứ mình xe che máy ra cứ chăm xăng là chạy thôi. Ngày khỏi che à. Đóng liền cái. À quên, hết hết nước. Gắn cái chui rơi luôn chui rồi. À tháo chui ra giật đi. Rồi. À. Đúng là gì hai con này. Con này 1 triệu nè. Có bánh xe đẩy luôn nè. Con này 700 nè, bình nhỏ hơn. Cô xin nè. Đã không? Đã thì chạy xuống máy. Đúng là